dù không tham gia thương vụ bạc tỷ mùa thứ ba nhưng cái tên Sa Linh vẫn rất được yêu mến. Đặc biệt, thông tin chị mang bầu em bé thứ hai và chuẩn bị đến ngày lam bồn lại càng khiến cho khán giả truyền hình vui mừng hơn và chờ đợi những thông tin về đời tư của chị. Từ trước đến nay, mới chỉ có chồng của chị là người thường xuyên được công chúng biết tới mà ít ai gặp những người thân khác trong gia đình của chị. Được biết, chị còn có một cô em gái cũng xinh đẹp và tài năng không kém mà mới đây chị đã giới thiệu trên trang cá nhân của mình. Sa Linh giới thiệu em gái trên trang cá nhân của mình. Cô em gái mà Sa Linh chụp ảnh cùng và gọi là sister trên Instagram có tên là Yulai Huỳnh. Cô nàng có khuôn mặt khá giống Sa Linh, nhất là ở khuôn miệng rộng và nụ cười tươi. Đặc biệt, làn da ngăm ngăm cũng như ánh mắt sáng lấp lánh thì không thể nào lẫn đi đâu được. Về tiểu sử của Sa Linh thì khi lên 2 tuổi, chị đã cùng mẹ sang Mỹ định cư. Sau đó Sa Linh ở với mẹ cũng ba nuôi rồi sau này có thêm một cô em gái nữa. Yulai Huỳnh có lẽ chính là cô bé đó chăng? Một bức ảnh chụp Sa Linh và Yulai cùng với người được hai chị em cùng gọi là mẹ. Yulai có lẽ chính là cô em gái sinh sau đẻ muộn của Sa Linh. Khi vào trang cá nhân của Yulai, cô nàng khá gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp và rất khỏe khoắn. Đặc biệt, lối sống cũng như phong cách của Yulai cho thấy cô nàng đúng là rất Tây. Yulai học ở Mỹ. Cô nàng rất trẻ trung, xinh đẹp. Trên Instagram, Yulai cũng có những hình ảnh chụp với bạn trai là người nước ngoài. Cả hai khá thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào. Yulai và bạn trai. Cả hai không ngại tình tứ và khoe trên trang cá nhân. Hiện tại, Yulai đang cùng chị gái là Sa Linh phát triển thương hiệu thời trang với tư cách đồng sáng lập. Cùng với đó, cô nàng cũng là chủ của một câu lạc bộ bao gồm các nữ doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Yulai tự mình có một câu lạc bộ riêng. Cô nàng cũng là đồng sáng lập thương hiệu thời trang cùng chị gái. Qua những hình ảnh chụp cùng chị gái cũng như các sân mà Yulai để trên trang cá nhân, có thể thấy cô nàng rất yêu mến và thần tượng Sa Linh. Và rất có thể, hình tượng mà cô ấy muốn trở thành cũng chính là người chị gái thân thiết của mình cũng nên.